Chào các bạn ạ. Để ngày nay mình chia sẻ với các bạn tình hình một số khu đô thị hiện bây giờ bỏ hoang đất rất là nhiều. Các bạn biết là quá trình phát triển đô thị của chúng ta đem lại rất là nhiều lợi ích. Đó là nhà cửa, đường xá được xây dựng lên phục vụ cho người dân, phục vụ cho cộng đồng. Nhưng đồng thời chúng ta phát triển quá mức. Nó nhiều đến nỗi là hiện bây giờ có rất nhiều khu đô thị bỏ hoang. Đất đai của chúng ta thu hồi của người dân, giải tỏa đền bù người dân đi rồi á, làm đô thị nhìn nó rất là hoành tráng, nhưng mà nhìn nó manh manh mong mong, không có ai về ở hết. Thì thông thường khi thị trường bất động sản nó khó khăn, các bạn để ý những anh hiệp hội là anh hơi kêu lắm, anh kêu là bất động sản nó tăng giá là do nguồn cung khan hiếm đó, cung khan hiếm mà cào không cao cho nên là giá nó tăng. Nhưng mà các bạn hãy để ý từ Nam Duy Bắc của chúng ta có biết bao nhiêu đô thị hiện bây giờ có người về ở đâu. Thực sự đất đai của chúng ta nó không có khan hiếm, nguồn cung của chúng ta rất là dồi dào. Trước đây mình chia sẻ với các bạn nhiều dự án rồi đó. Đây là một dự án ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn này. Khu dân cư Khang An ở thành phố Thủ Đức, hàng chục biệt thự đã hoàn thiện phần thô nhưng đã bị bỏ hoang hàng chục năm nay, khiến không gian trở nên hoang tàn. Đó các bạn ha, vị trí cũng rất là ngon lành, nằm ngay con đường vành đai các bạn này. Đó, biệt thự như thế này mà bỏ hoang, bao nhiêu tiền của người dân bây giờ đã nằm cục ở đây hết các bạn này. Đó, bởi vì sao mà dân của chúng ta đợt này nó cạc tiền là nó nằm hết ở đây các bạn này. Đó các bạn thấy không, cây cỏ mọc tùm ở đây thế này. Những cái cây trụ biển báo mà rác rỉ trơn, hơn chục năm đi rồi có ai sửa sang gì mà có, để nó hư hỏng nó rác hết. Đây các bạn nè, đó đó, những căn biệt thự này cơ bản là đã hoàn thiện phần thô hết rồi, nếu người dân về ở thì phải làm toàn bộ nội thất và sơn sửa hết lại. Nhìn nó vậy nhưng mà rờ vào là tiền không tiền các bạn ơi, chứ không phải là rẻ đâu. Đó, nhiều người cẩn thận là cho sai hết. Đó các bạn thấy không? Đây là dự án của thành phố Đà Nẵng mình các bạn này, Coco Bay 11.000 tỷ. Đó, các bạn nhìn thấy không? Thấy thê lương không? Cách đây mấy năm các bạn có thể tưởng tượng được cảnh như thế này không? Nhưng mà bây giờ thực tế nó là như vậy đó. Dùng cái từ hoang tàn là đúng hả các bạn? Đó, một dự án nó nằm vị trí rất là đẹp, cách biển chỉ có vài chục mét thôi, nhưng mà các bạn nhìn thấy thê thảm không? Đó. Đó, một dự án một thời rất là hoành tráng, mời cả siêu cầu thủ Ronaldo về đây quảng cáo, nhưng mà bây giờ các bạn nhìn thấy hoang tàn. Các nhà đầu tư kỳ vọng bao nhiêu thì bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Nó để hoang phế như thế này thì kể cả thành phố Đà Nẵng cũng chẳng được lợi gì ra á. Ông đưa vào vận hành khai thác thì nó mới tạo ra giá trị. Chứ còn như thế này thì chủ đầu tư chết, các nhà đầu tư cũng chết, mà thành phố cũng chẳng được lợi lộc gì hết. Thậm chí là làm xáo xí thành phố thêm. Đó. Cỏ mọc tùm để hoang phế hết trơn, xây dựng lợi dở ương ương. Đó, chủ đầu tư một thời nó bạn là huy động vốn cho cố vào. Đó, bao nhiêu nhà đầu tư chết cứng hết. Xây dựng lễ dở ương như thế này thì làm sao mà khai thác được du lịch. Đó, khách du lịch người ta tới, người ta nhìn, người ta ngán, người ta sẽ bỏ đi ngay. Chứ nhìn cái cảnh như thế này, ai mà dám vào đây thuê. Đó, các bạn thấy không? Còn đây là một dự án siêu đô thị lắng biển của thành phố Đà Nẵng. Dự án này là quá nổi tiếng rồi các bạn. Đây là khu đô thị Đa Phước. Dự án này đã bỏ hoang nhiều năm vì dính đến đại án của anh Phan Văn Anh Vũ đó, đã gây lãng phí nguồn lực đất đai rất là lớn của thành phố Đà Nẵng. Một cái vị trí rất là đẹp các bạn, lắng biển này, view biển này, bên đây là đường Nguyễn Thành này. Dự án này mà không có vấn đề gì vị trí thì mình cực đẹp các bạn. Từ đây ra biển chỉ có mấy chục mấy thôi,
Các bạn thấy quá tuyệt vời luôn. Còn đi theo con đường này đi vào trung tâm thành phố rất là gần. Dự án này cũng huy động vốn các nhà đầu tư rất là nhiều rồi, nhiều nhà đầu tư đã đóng tiền vào đây rồi các bạn nè. Bây giờ coi như là cột cứng án hết, mấy năm rồi gỡ vẫn không ra được. Đều vừa rồi một số người dân họ về đây người ta ở, người ta giữ đất, người ta giữ nhà. Đó các bạn thấy không? Đó. Một cái vị trí các bạn nó nhìn quá đẹp luôn đây nhá. Vầng trăng khuyết mà có một cái tên rất là mỹ miều, rất là đẹp. Đây các bạn thấy không? Cái hàng cạp này đã đóng cạp nhưng mà đình chỉ thi công là coi như là lao ngày sát thép nó hoàn rỉ hết này. Còn những dự án này đã sai hết phần thô. Nó còn lên cao nữa chứ không phải dừng lại tới đây đâu các bạn này. Dự án này các bạn thấy không, sát sát nó vẫn còn đây nhưng mà đình chỉ trang ra. Nhìn ra đây là đường Nguyễn Thành, đường biển này các bạn này, đó. Đường rất là đẹp. Đó các bạn thấy không? Đó, đó. Đó. Cả nước của chúng ta các bạn hãy tưởng tượng là có hàng ngàn dự án như thế này thì nó đã ngốn rất là nhiều nguồn lực của đất nước. Nó tiền bạc của các nhà đầu tư, kể cả những anh ngân hàng cũng ném vào đây này, nợ 6 ngân hàng là nó nằm ở chỗ này các bạn đó. Những dự án này bây giờ ngân hàng có cầm cũng chịu, cũng bó tay chúng con thôi. Muốn bán những dự án như thế này làm sao bán được? Chủ thì ảnh đi tù rồi. Bây giờ vướng đủ thứ hết, đặc biệt là về pháp lý liên quan đến đấu thầu đất cát rồi tùm lum tà lá ra đó. Mà bây giờ phải quay ngược lại để làm đúng, làm sao mà làm đúng được, phải có cách gì gỡ chứ. Còn bây giờ cứ ấp theo cái luật mà không thể làm được. Thành phố Đà Nẵng mình nói bạn các nam đây là bí không gỡ được, mà đã đề xuất rất là nhiều lần rồi, đề nghị là chính phủ, thanh tra, quốc hội rồi gì đó có giải pháp, chứ còn thực hiện theo ý kiến kết luận của thanh tra là coi như bỏ phép, không thể làm được. Tại vì nó đã sai rồi thì bây giờ không thể nói rằng thành phố Đà Nẵng hãy khắc phục hậu quả và làm theo đúng quy định. Làm sao đúng quy định được? Hắn đã sai rồi thì hắn không thể đúng được. Bây giờ phải chấp nhận cái hiện trạng của nó, rồi đưa ra cái giải pháp như thế nào. Giải pháp ở đây là nằm ở quốc hội và nằm ở chính phủ thì mới gỡ được. Chứ không là giao cho thành phố Đà Nẵng, mình nói các bạn là cả mấy năm nay còn bó tay chấm con, không thể gỡ được. Cả nước của chúng ta những cái tình trạng này còn rất là nhiều. Có mấy trăm dự án ở thành phố Hồ Chí Minh cũng gỡ vướng các bạn này. Mình nghĩ rằng cũng gỡ một số thôi chứ không thể gỡ hết được đâu. Tại vì nhiều dự án là cầm đàn chạy trước ô tô, dính chữ hết. Đợt vừa rồi ở Quảng Đông cũng có mấy chục dự án các bạn này cũng cầm đàn chạy trước ô tô, bây giờ cũng dính hết. Đâu phải dễ gỡ đâu. Thà rằng anh bị những cái lỗi nhỏ nhẹ thì còn vô dây được, chứ còn anh bị nặng quá thì chịu, bó tay. Đó, nguồn cung của chúng ta là nó các bạn là vô biên, không bao giờ gọi là thiếu nguồn cung được. Và mình nghĩ rằng sắp đến đây quốc hội và chính phủ của mình á, cần phải có sự thay đổi về tư duy và tầm nhìn. Nền kinh tế phát triển không thể dựa vào bất động sản được, nó phải dựa vào sản xuất và dịch vụ. Thế còn bao nhiêu tiền mà cứ ném vào hết bất động sản như thế này rất là nguy cơ. Đợt vừa rồi nói bạn là sở dĩ tiền của chúng ta nó không ra được là nó nằm mắc kẹt ở bất động sản ra đó. Anh ngân hàng anh cho vay liên quan đến bất động sản rất là nhiều, nợ sáu ảnh bây giờ nó treo lơ lửng đến đào đó. Toàn bộ tài sản ảnh cầm cố là bất động sản hết mà, nhưng mà bất động sản bây giờ nó đâu có thanh khoản đâu. Những dự án nó giữ trời như thế này thì làm sao có thanh khoản được. Phải thay đổi tư duy các bạn, chứ còn cứ để như thế này rất là nguy hiểm. Bài học Trung Quốc nó vẫn còn đó đó. Đợt vừa rồi các bạn biết là Trung Quốc làm rất là mạnh và cuối cùng đã làm cho thị trường bất động sản Trung Quốc là nó bị nhấn chìm luôn. Thì sau đó thấy tình hình không ổn, đưa ra những gói kích cào lên đến mấy chục tỷ nhưng mà thị trường nó vẫn không gượng dậy được. Đó, thị trường bất động sản nó phải phát triển một cách bền vững, mà bền vững ở đây là phục vụ cho nhu cầu thực, chứ không phải là cái chỗ để ném tiền, những cái đồng tiền bẩn rồi những cái đồng tiền đầu cơ, những cái đồng tiền này nọ ném hết vào đó. Là một thời gian các bạn sẽ chứng kiến cảnh như thế nào.
Và không thay đổi thì 5 năm, 10 năm, 20 năm sau nữa, tình trạng này nó cứ lặp đi lặp lại. Và nguồn lực của đất nước của chúng ta nó nhốt vào đây rất là nhiều. Đó là một sự lãng phí đó các bạn. Chúng ta nói rằng phải chống lãng phí, đều nói tùm lum tùm la hết, nhưng mà thô hào vậy thôi chứ tình trạng lãng phí của chúng ta thôi ở vô biên, không kể hết được. Rồi, ngày nay mình có một cái bài ngắn nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.